Thầy chăm sóc mẹ bầu đấy nhé, để không thiếu vitamin. Thì mình đang sử dụng cái sữa Carina dành cho mẹ. Cái sữa này nó sẽ cung cấp và rất là dinh dưỡng, thứ hai nữa là các cái vi chất, ví dụ như sắt, canxi, magie, những cái vi chất mà ở trong thức ăn mình không cung cấp được. Thì một ngày mình sẽ cho mẹ uống một lần buổi sáng, để mình cho thêm một viên sắt để tránh tình trạng là cho mẹ thiếu sắt. Bởi vì bây giờ nó đang nuôi rất là nhiều con ở trong bụng, cho nên là cái tình trạng thiếu chất sẽ dẫn tới ảnh hưởng tới sức khỏe của cho con là rất là nhiều. Nhưng vì vậy mà các bạn nuôi chó sinh sản thì nên lưu ý cái vi chất và lưu ý ba cái giai đoạn phát triển của thai kỳ để mình có những chế độ dinh dưỡng cho nó phù hợp. Thì sữa thì mình cũng sẽ sử dụng cái sữa này cho chó con về sau, cho nên là bây giờ nếu như chó mẹ hấp thu được, không có xảy ra cái tình trạng là rối loạn tiêu hóa, thì cái đó cũng là cái tiềm đề để sau này mình sẽ nuôi chó con bằng cái chính cái sữa này luôn. Ok, và những cái video sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm những cái kinh nghiệm chăm chó con mà mình đã biết. Rồi, bye các bạn. Đây là đầu 40 ngày của trại chó Lucky, thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn. Bye các bạn.